Tại lễ công bố thương hiệu tiêu biểu châu Á Thái Bình Dương 2023 vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp Amway Việt Nam vừa vinh dự nhận được hai giải thưởng danh giá Top 5 thương hiệu tiêu biểu châu Á Thái Bình Dương 2023 trao cho nhãn hiệu Nutrilite và Top 5 nhà lãnh đạo tiêu biểu châu Á Thái Bình Dương 2023 trao cho tổng giám đốc Huỳnh Thiên Triều, người đã đưa Amway Việt Nam lọt vào top 10 quốc gia có doanh thu cao nhất toàn cầu của tập đoàn Amway với mức doanh thu đạt 2.399 tỷ đồng trong năm 2022. Giải thưởng được sự tin tưởng của người tiêu dùng như thế này thì chúng tôi tin rằng là chúng tôi sẽ có nhiều động lực hơn để cho ra đời nhiều dòng sản phẩm mới hơn và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng tốt hơn. Lễ công bố thương hiệu tiêu biểu châu Á Thái Bình Dương 2023 nhằm vinh danh các doanh nghiệp có sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, phát triển bền vững tại thị trường trong nước và thế giới. Giải thưởng năm nay quy tụ hơn 300 doanh nghiệp tham gia, trao giải trên 3 hạng mục: thương hiệu, nhà lãnh đạo, sản phẩm dịch vụ tiêu biểu hàng đầu khu vực. Kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ Hai ngày 20 tháng 11 năm 2023, bản tin trưa nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lễ công bố thương hiệu tiêu biểu châu Á Thái Bình Dương 2023 do Ban biên tập tạp chí Kinh tế châu Á Thái Bình Dương phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 300 doanh nghiệp tham gia trao giải. Amway Việt Nam thuộc số ít doanh nghiệp vinh dự nhận được đồng thời hai giải thưởng uy tín với thứ hạng cao. Tại lễ vinh danh thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp, Amway Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng Top 5 thương hiệu tiêu biểu châu Á Thái Bình Dương 2023 trao cho nhãn hiệu Nutrilite. Đồng thời vượt qua 8 tiêu chí đánh giá, Tổng giám đốc Amway Việt Nam, ông Huỳnh Thiên Triều cũng được bình chọn vào Top 5 nhà lãnh đạo tiêu biểu châu Á Thái Bình Dương 2023. Công ty rất tự hào khi nhận được cái giải thưởng hôm nay. Và thực sự thì nó cũng rất là đồng hành cùng với cái kim chỉ nam của thương hiệu Nutrilite, là một cái thương hiệu mà luôn luôn hướng đến sự phát triển bền vững cho cả cộng đồng, cho cả người tiêu dùng cũng như cho cả môi trường sống xung quanh. Được sự tin tưởng của người tiêu dùng như thế này thì chúng tôi tin rằng là chúng tôi sẽ có nhiều động lực hơn để cho ra đời nhiều dòng sản phẩm mới hơn và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng tốt hơn. Trong 15 năm thành lập và phát triển, Amway Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng chú ý, giữ xuyên suốt mục tiêu đồng hành cùng cộng đồng kinh tế Việt Nam, nằm trong top 10 thị trường phát triển mạnh nhất của Amway toàn cầu. Với cam kết phát triển bền vững, đơn vị hiện không ngừng sáng tạo, bứt phá để tạo lập niềm tin với hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam.